xịn đấy hả chồng? Ê, máy lọc nước Aerosmith R400S đấy vợ. Chồng tìm hiểu nghiên cứu mãi mới mua được máy này đấy. Từ nay vợ yên tâm dùng nước sạch thoải mái nhá. Ui, hai lõi này lọc sạch làm sao được? Thế không đúng ạ? Đương nhiên là không rồi. Có lẽ đây là lầm tưởng của rất là nhiều người. Tuy nhiên thì chất lượng của nước thì sẽ phụ thuộc vào nguồn nước đầu vào cũng như là khả năng hoạt động của lõi lọc, chứ nó không hề liên quan gì đến số lượng của lõi lọc cả. Và với một người mà luôn thích đặt chất lượng lên trên số lượng như mình thì Aerosmith R400S là lựa chọn tuyệt vời. Và các bạn có thể thấy rằng là chiếc máy lọc nước này tuy là nó chỉ có hai lõi thôi nhưng nó được tích hợp đến 7 cấp lọc. Và với 7 cấp lọc này thì chiếc máy Aerosmith R400S sẽ giúp cho chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm uống nước trực tiếp tại vòi. Như vậy thì chúng ta có thể hạn chế được việc là tích trữ nước đun sôi, tránh là tái nhiễm khuẩn nước nếu như để quá lâu. Bên cạnh đấy, khi đun sôi nước mà chưa qua máy lọc thì thường là sẽ có cặn canxi lắng đọng và tích tụ ở dưới đáy bình. Những vết cặn này không chỉ làm giảm tính tinh khiết của nước mà còn có thể gây hại đến sức khỏe của người sử dụng. Nói về quy trình lọc nước thì đầu tiên nước sẽ được lọc qua bộ lọc lưới như là mình đang cầm ở trên tay để có thể loại bỏ bùn đất cũng như là cặn bẩn có kích thước lớn. Và đây là cấp bảo vệ hệ thống lọc trong trường hợp mà nước bị đột ngột nhiễm bẩn do sục rửa đường ống. Cấp lọc thô này có thể dễ dàng vệ sinh, không cần thay thế định kỳ như các lõi lọc. Nhắc đến lõi lọc, một phần cực kỳ quan trọng của chiếc máy lọc nước. Sản phẩm cao cấp thì lõi lọc cũng phải chất lượng theo. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc máy lọc nước này. Thứ nhất, giới thiệu cho các bạn đó chính là lõi lọc tích hợp 5 trong 1. Chỉ với lõi lọc nhỏ gọn như thế này thôi, nhưng mà được tích hợp 5 cấp lọc, chúng ta sẽ loại bỏ được chất bẩn này, nấm mốc, clo dư, khử mùi và điều chỉnh vị. Lõi lọc còn lại là lõi lọc thẩm thấu ngược RO Sidestream bản quyền Mỹ. Với lưới lọc có kích thước là 0,1 nanomet, tức là tương đương với 1/1000 của sợi tóc, thì giúp lọc sạch các tạp chất, hóa chất, kim loại nặng, vi khuẩn, virus, cho ra nước tinh khiết chuẩn sạch. RO Sidestream là công nghệ độc quyền của Aerosmith, giúp cho tuổi thọ của lõi lọc được kéo dài ra gấp 1,5 lần so với công nghệ RO thông thường. Bên cạnh đó thì với công nghệ này, lượng nước thải cũng được giảm thiểu rất đáng kể. Nếu tỷ lệ của công nghệ lọc RO thông thường là tỷ lệ 1:3, nghĩa là khi chúng ta muốn thu được một cốc nước lọc tinh khiết thì chúng ta sẽ phải mất 3 cốc nước thải. Tuy nhiên, nếu như chúng ta sử dụng công nghệ lọc RO Sidestream của Aerosmith thì sẽ là tỷ lệ 1:1, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ mất một cốc nước thải mà thôi. Thực sự rất là tiết kiệm phải không ạ? Trước đây khi mà sử dụng máy lọc nước, đặc biệt là đối với các căn hộ chung cư, thì người dùng không khỏi lo ngại về vấn đề rò rỉ nước. Do đó, thấu hiểu được tâm lý khách hàng thì Aerosmith đã cải tiến thiết kế ở phía bên trong máy. Cụ thể là ở đây thì mình đánh giá rất cao thiết kế lõi inline tiên tiến được đúc nguyên khối, giảm thiểu các cút nối, giúp cho máy có khả năng là chống rò rỉ tối đa. Và như vậy là không cần đến thiết bị cảnh báo rò rỉ, chúng ta vẫn có thể yên tâm khi sử dụng. Đối với những không gian bếp mà không quá thoải mái thì việc lắp đặt máy lọc nước tại khu vực bếp dường như là không khả thi. Nhưng mà với Aerosmith thì lại khác. Xét về thiết kế thì các bạn hãy nhìn mà xem. Chiếc máy Aerosmith R400S có ngoại hình rất là tối giản và siêu mỏng gọn. Ngay bây giờ thì mình sẽ đo cho các bạn xem là chiều rộng của chiếc máy này là bao nhiêu. Chưa đến 13cm, rất mỏng gọn phải không ạ? Khác hoàn toàn so với những máy mà có bình chứa hay là cây đứng to và cồng kềnh. Như các bạn có thể thấy là sau khi lắp đặt xong và máy lọc nước đi vào hoạt động thì vẫn còn rất là nhiều không gian trống để chúng ta có thể để đồ đạc. Ví dụ như là đồ gia dụng hay là một vài những loại chai nước tẩy rửa. Rất là gọn gàng và tiện lợi phải không ạ? Để có được kích thước nhỏ gọn như thế này thì chiếc máy Aerosmith R400S đã được cải tiến với thiết kế không bình chứa. Thay vì là phải sử dụng các bình chứa từ 6 cho đến 12 lít cồng kềnh như là các loại máy lọc nước phổ biến hiện nay. Ngoài ra thì chiếc máy Aerosmith còn được tăng công suất lọc từ 1,1 lít trên 1 phút, tức là tương đương với 66 lít 1 giờ, cao gấp 6 lần so với các loại máy lọc nước có bình chứa ở trên thị trường. Đúng là nhỏ mà có võ phải không các bạn? Ở đây thì mình có một chiếc bình đựng nước 1 lít và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là tốc độ lọc của chiếc máy lọc nước này sẽ như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu ạ. Có vẻ như gần đầy rồi.
Wow. Như vậy là với gần 50 giây mà chúng ta đã có một chiếc bình đầy nước như thế này rồi. Quả thực rất là ấn tượng phải không ạ? Và tốc độ này thì sẽ được duy trì liên tục trong quá trình lọc nước, kể cả là chúng ta có lấy nước trong 15 phút, thậm chí là lâu hơn nữa. Như vậy là dù không có bình chứa nhưng mà chúng ta hoàn toàn không mất thời gian để chờ lấy nước khi mà dùng liên tục để sơ chế, nấu nướng hay là đánh răng rửa mặt. Nhờ thiết kế không bình chứa cho nên là nước chúng ta sử dụng sẽ là nước tươi được lọc trực tiếp từ nguồn nước đổ vào. Có một tính năng rất hữu ích của chiếc máy lọc nước này, đó chính là chế độ cảnh báo tình trạng của lõi lọc thông qua chiếc vòi nước điện tử và được thể hiện ở trên màn hình LED. Vì vậy mà chúng ta hoàn toàn không cần ghi nhớ lại lịch thay lõi và cũng không cần phải đăng ký một dịch vụ nhắc nhở nào cả. Rất tiện lợi đối với những người quá bận rộn như mình. Một trong những điểm cộng khác mà mình rất thích ở A.O. Smith R400S đó chính là tính năng tự động sục rửa và làm sạch các lõi lọc. Máy sẽ tự động sục rửa sau 72 giờ không sử dụng, 30 phút hoạt động liên tục và khi kết nối nguồn. Theo đó thì khi gia đình chúng ta đi du lịch hoặc là đi công tác dài ngày, máy sẽ tự động làm sạch để tránh nguy cơ bị tắc lõi lọc, tăng tuổi thọ lõi. Để mua được một sản phẩm chất lượng thì đã khó, mà tránh mua phải hàng giả hàng nhái thì lại càng khó hơn. Thực tế trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều trường hợp chúng ta mua phải hàng giả nhưng mà phải trả tiền theo đúng giá của hàng thật. Bởi vì những bao bì, logo, tem nhãn mác thì được sản xuất rất là tinh vi và vô cùng khó nhận biết. Thấu hiểu được tâm lý của người tiêu dùng, các máy lọc nước của A.O. Smith được tích hợp công nghệ nhận dạng lõi lọc chính hãng bằng tần số vô tuyến RFID. Có thể hiểu đơn giản là khi thay lõi, máy lọc nước sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo nếu phát hiện lõi lọc giả. Vậy thì việc lắp đặt chiếc máy này nó có phức tạp hay không? Mình biết rằng là có rất nhiều người khá là ngại, bởi vì là khi mà chúng ta lắp đặt một thiết bị nào mới thì chúng ta sẽ phải tháo dỡ này, rồi là khoan đục này, rất là phức tạp. Và mình thì cũng lo lắng như vậy cho đến khi mà mình đã lựa chọn mua chiếc A.O. Smith R400S. Ngay lập tức thì có một anh kỹ thuật viên đến làm tất cả mọi thứ cho mình. Lúc đấy thì mình chỉ có công việc duy nhất đó là đứng coi xem là anh ấy lắp như thế nào thôi, chứ hoàn toàn không phải làm thêm cái gì cả. Đúng là đội ngũ kỹ thuật viên chính hãng có khác được đào tạo vô cùng là chuyên nghiệp. Đặc biệt là sau khi lắp đặt xong thì anh còn lau dọn và hướng dẫn sử dụng rất nhiệt tình nữa. Mình thấy rằng là chiếc máy lọc nước A.O. Smith R400S rất đáng để trải nghiệm. Và từ khi mà sắm chiếc máy lọc nước này về thì cả gia đình ai cũng uống nước nhiều hơn mỗi ngày, cho nên là trông ai cũng rất là tươi tắn và khỏe khoắn. Các cụ có câu là chất như nước cất, nhưng mà năm 2023 rồi các bạn ơi, phải là chất như nước A.O. Smith.